Chào mừng các bạn đến với website giường gấp tiếng Nhật.net của chúng tôi. Xin giới thiệu với các bạn sản phẩm TN01. Sản phẩm TN01 có chiều dài khi gấp lại là 80 cm, chiều dọc kia là 60 cm. Để cách thức sử dụng rất là đơn giản. Các bạn mở giường ra. Tiếp theo chúng ta điều chỉnh độ cao phần đầu giường. Toàn bộ chiều dài của TN01 là 1m70 và chiều cao khi sử dụng là 2.8cm. TN01 phù hợp với người có chiều cao không quá 1m70 và cân nặng không quá 65kg. Thiết kế của TN01, phần khung của TN01 được thiết kế bằng khung thép tròn với các mối đinh tán rất là chắc chắn và được phủ bằng một lớp sơn nhũ. Đặc điểm tiếp theo là toàn bộ mặt của TN01 được đan bằng sợi đan tổng hợp với bề rộng của mỗi sợi là 20mm. Chính vì vậy mà rất kín khít, bền và chắc chắn. Tiếp theo chúng ta có thể để ý thấy phần đầu giường có thể điều chỉnh lên xuống sao cho phù hợp với từng mục đích sử dụng của từng người. Chúng tôi vừa giới thiệu với các bạn sản phẩm TN01. Khi các bạn đặt hàng, chúng tôi cam kết sẽ vận chuyển miễn phí trong khu vực nội thành Hà Nội với thời gian ngắn nhất. Trong vòng 1 tháng sử dụng, các bạn gặp lỗi của nhà sản xuất, chúng tôi cam kết sẽ đổi mới cho các bạn sản phẩm 100%.